Mến chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các anh chị và các bạn một cái nội dung tiếp theo, đó là oxy hóa sinh học. Vậy thì trước khi chúng ta tìm hiểu về quá trình oxy hóa sinh học, thì chúng ta sẽ nắm về cái nội dung oxy hóa khử về mặt hóa học như thế nào. Vậy thì khi chúng ta nói đến oxy hóa khử về mặt hóa học, thì chúng ta cần phải lưu ý về bốn cái thuật ngữ. Đó là gì? Thứ nhất là chất khử, thứ hai là chất oxy hóa, thứ ba là phản ứng khử và thứ tư là phản ứng oxy hóa. Vậy thì chất khử là chất có khả năng cho điện tử, chất oxy hóa đó là những chất có khả năng nhận điện tử. Phản ứng khử là quá trình nhận điện tử để tạo thành ra các chất khử, và phản ứng oxy hóa đó là quá trình mất điện tử để tạo ra chất oxy hóa. Tôi ví dụ, A là chất có tính khử, B là chất có tính oxy hóa. Vậy thì quá trình truyền điện tử, mất đi điện tử của chất A để tạo thành chất A oxy hóa, thì người ta gọi đây là phản ứng oxy hóa. Tiếp theo, quá trình từ chất oxy hóa là B nhận điện tử để tạo thành chất khử là B, thì quá trình này người ta gọi là phản ứng khử hoặc là quá trình khử. Vậy thì đó là về mặt hóa học. Vậy thì bây giờ chúng ta nói đến quá trình oxy hóa sinh học là gì? Vậy thì quá trình oxy hóa sinh học nghĩa là các cái phản ứng oxy hóa khử xảy ra ở trong các hệ thống sống, là trong tế bào. Và người ta định nghĩa như sau. Sự oxy hóa sinh học đó là sự hô hấp tế bào, đó là sự oxy hóa các hợp chất hữu cơ ở trong tế bào. Thì chúng ta thấy rằng là quá trình oxy hóa của các hợp chất hữu cơ đó là các hợp chất glucid, lipid, protein ở trong tế bào trải qua các quá trình oxy hóa để tạo ra năng lượng ATP, CO2 và phân tử nước. Đó gọi là quá trình hô hấp hay gọi là quá trình oxy hóa sinh học. Vậy thì cái quá trình oxy hóa sinh học trong tế bào này thì cần phải nắm đến các cái nguyên tắc về thế năng oxy hóa khử. Vậy thì thế năng oxy hóa khử được tính theo công thức như sau. E bằng E0 cộng RT trên NF log của chất oxy hóa và nồng độ chất khử. Vậy thì E0 là chất là thế năng oxy hóa khử chuẩn, trong điều kiện đó là nồng độ chất oxy hóa bằng với nồng độ chất khử. RT, NF đó là những hằng số. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị E này cao hay thấp nó sẽ phụ thuộc vào cái tỷ lệ nồng độ của chất oxy hóa trên nồng độ của chất khử. Vậy thì nếu mà hệ thống của chúng ta có tính oxy hóa, tức là nồng độ chất oxy hóa cao, thì giá trị E này sẽ cao. Nếu mà hệ thống của chúng ta là hệ thống có tính khử, tức là nồng độ chất khử này cao, thì cái giá trị E này sẽ thấp. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái quá trình oxy hóa sinh học này nó còn phụ thuộc vào cái thế năng, cái năng lượng tự do. Vậy thì năng lượng tự do thể hiện cho chúng ta về cái chiều của phản ứng. Vậy thì chúng ta thấy rằng là chiều của phản ứng sẽ đi từ nơi có năng lượng tự do cao đến nơi có năng lượng tự do thấp. Và đây là công thức tính của biến thiên của thế năng oxy hóa khử. Tôi đưa ra cho các bạn một cái ví dụ. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái phần oxy hóa khử kẽm cộng với đồng 2 cộng để tạo thành kẽm 2 cộng và đồng cộng. Thì chúng ta thấy kẽm đó là chất khử, đồng 2 cộng là chất oxy hóa. Vậy thì khi mà kẽm mất đi điện tử và truyền điện tử đến cho đồng, thì kẽm này sẽ trở thành là kẽm oxy hóa, và đồng này nhận điện tử sẽ trở thành đồng có tính khử. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trong cái ví dụ này như sau. Kẽm là chất khử, đây là thanh kẽm là chất khử, và cái kẽm là chất khử này khi nó truyền điện tử, nó mất đi điện tử, tức là nó chuyển điện tử qua cho đồng 2 cộng là dung dịch bên này, thì kẽm sẽ trở thành là kẽm 2 cộng, giải phóng ra kẽm 2 cộng. Vậy thì kẽm 2 cộng này chính là chất oxy hóa. Vậy thì quá trình truyền tử như thế này thì người ta gọi là đây là một cái quá trình oxy hóa. Rồi đồng 2 cộng nhận điện tử để tạo ra đồng cộng, thì chúng ta có quá trình từ đồng 2 cộng nhận điện tử để tạo thành đồng cộng, đó là quá trình khử đó, hoặc loại là phản ứng khử đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng là điện tử sẽ truyền từ chất khử đến chất oxy hóa. Chúng ta thấy rằng là
Người ta định nghĩa thế năng oxy hóa khử như thế nào? Vậy thì thế năng oxy khử là tức là một cái giá trị để biểu hiện cái khả năng cho và nhận điện tử của một hệ thống. Vậy thì cái thế năng oxy hóa khử này nó thể hiện điều như thế nào? Hệ thống, nếu mà hệ thống có thế năng oxy hóa khử thấp, nghĩa là nồng độ chất khử nó lớn, nên vì thế nó sẽ dễ dàng cho điện tử. Hệ thống có thế năng oxy hóa khử cao, nghĩa là nồng độ chất oxy hóa này cao, nên vì thế nó sẽ dễ dàng nhận điện tử. Vậy thì điện tử và proton H cộng nó sẽ chuyển từ nơi có hệ thống có thế năng oxy hóa khử thấp đến nơi có hệ thống thế năng oxy hóa khử cao. À. Rồi, ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình truyền điện tử này nó trong cái hệ thống sóng thì nó được truyền qua các cái cặp thế năng oxy hóa khử. Ví dụ chúng ta thấy rằng là A là chất khử sẽ truyền điện tử đến cho chất B là chất oxy hóa, vậy thì nó sẽ truyền thông qua các cặp oxy hóa khử. A khử sẽ truyền điện tử đến cho chất oxy hóa, và chất oxy hóa này khi nhận điện tử sẽ trở thành chất khử. A khử mất điện tử sẽ trở thành A oxy hóa. Rồi, chất khử này sẽ truyền điện tử cho B oxy hóa, và khi B oxy hóa nhận điện tử thì nó sẽ tạo thành B khử, và đồng thời chất khử sẽ trở thành chất oxy hóa. Vậy thì chúng ta thấy đây là những cặp oxy hóa khử. Đó là cái nguyên tắc của truyền điện tử ở trong hệ thống là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là quá trình truyền điện tử từ NADH trong chuỗi hóa tế bào, thì quá trình truyền điện tử từ NADH và FADH2 truyền điện tử, đây là những cái coenzyme có tính khử. Vậy thì khi nó muốn truyền điện tử đến cho oxy là chất oxy hóa ở cuối cùng của con đường, thì cái quá trình truyền điện tử này cũng được truyền theo các cặp oxy hóa khử NADH và NAD cộng, đó là một cặp và đây cũng là một cặp, và những cái cặp oxy hóa khử này là thể hiện cho các quá trình truyền điện tử từ chất khử FADH2 và NADH đến cho oxy. Vậy thì quá trình truyền điện tử này nó sẽ gây ra sự tổng hợp nước và gây ra sự tổng hợp ATP.